Wendy ra quyết định đột ngột về hũ trò cốt của mẹ khiến Mạnh Quỳnh và người hâm mộ đều hốt hoảng. Sau khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã cố gắng thực hiện những nguyện vọng còn gian dở của mẹ mình. Cô không chỉ mạnh mẽ bước tiếp mà còn luôn làm nhiều điều ý nghĩa để tưởng nhớ người mẹ quá cố. Khi Phi Nhung còn sống, cố ca sĩ thường dặn con gái phải sống khỏe mạnh, phải cười lên chứ không thích Wendy khóc. Wendy còn đoán nếu Phi Nhung ở đây và thấy con gái khóc, cố ca sĩ sẽ triêu con gái lớn rồi mà vẫn khóc nha. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Tri Phương Trinh chia sẻ dài về chuyện Wendy Phạm hát tặng mẹ trong nước mắt tiếc núi vì không làm điều này cho mẹ mình sớm hơn. Theo đó, vợ cũ Bằng Kiều cho biết một trong những ước mơ nhỏ nhoi của Phi Nhung là có con gái nối nghiệp mẹ, nhưng ước mơ đó không thành vì Wendy rất sợ sân khấu. Wendy mặc dù rất yêu mẹ nhưng đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị lên sân khấu hát cùng mẹ. Cách đây hai ngày Wendy gọi đến mình nói, dì ơi chương trình sắp tới đây con muốn hát tặng mẹ một bài, dì có quen phòng thu nào vẫn còn đến đó thu thử được không? Mình nghe Wendy hỏi vậy hơi bất ngờ vì con bé bị chấn bệnh rối loạn lo âu. Mỗi lần bắt nó phát biểu trước đám đông là nó rung cầm cập, mồ hôi toát ra đầy tay. Mình sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại Wendy, con nói con muốn hát tặng mẹ hả? Có thật không vậy? Bên kia Wendy nói, dạ con không biết con có hát được không nhưng con sẽ cố gắng. Trizzy Phương Trinh chia sẻ trên trang cá nhân. Lập tức cô liên hệ với ca sĩ Ngọc Anh để luyện thanh cho Wendy và chỉ một tiếng sau Wendy đã tiến bộ vượt bậc so với lúc đầu. Sau khi dạy cách mở khẩu hình, cách lấy hơi và nhả chữ là đến lúc Ngọc Anh cho Wendy thực tập hát cùng với mẹ. Khi vừa hát được vài câu bỗng nhiên Wendy ôm mặt khóc, Wendy xúc động vì đã không làm điều này cho mẹ khi mẹ còn sống. Nhìn hình ảnh con bé ôm mặt khóc mà lòng không khỏi xót xa, vừa thương con bé đang cố gắng hết mình vượt qua nỗi lo sợ để thực hiện điều mong ước của mẹ, vừa thương Phi Nhung không còn ở đây để chứng kiến cảnh con gái mình ngân nga bài hát mà Nhung muốn Wendy hát cùng mẹ trước đây. Gi Phương Trinh chia sẻ, Khép lại, nữ ca sĩ tự hào vì cháu gái đã dốc lòng hiếu thảo để làm điều mong ước lớn nhất của mẹ mình nhưng ơi từ từ rồi những ước mơ còn gian dở của em sẽ được thực hiện em ở trên cao hãy luôn tự hào về đứa con gái ngoan của mình chị sẽ thay thế em ở bên cạnh cháu để giúp cháu khi nó cần và sẽ sẵn sàng mọi lúc khi cháu gọi gì ơi chỉ sau ít phút đăng tải cư dân mạng bày tỏ sự xúc động và mong wendy có thể nối nghiệp mẹ trong tương lai